Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên một mặt hàng ngành mộc để giới thiệu anh em. Lần trước thì mình cũng lên được vài bộ combo về mấy cây sa cầy, cũng được anh em đóng hộ mua hết. Lần này mình lên tiếp 3 bộ combo, B1, B2, B3. Một bộ combo nó gồm 4 cây, nó cũng giống như mấy bộ trước thôi. Nhưng cái mẫu thì có thể nó khác nhau một chút. Thì cái bộ B1 nè, thì nó gồm những cây như sau. Nó gồm một cây 150, một cây 240, một cây 300 mm và một cây 360 mm, đến từ hãng Yamaguchi, mấy hãng nội địa, hiệu con gà này. Thì bộ số 2, bộ B2 thì nó cũng giống như vậy. Nó gồm một cây 160 mm, một cây 240, một cây 300 mm và một cây đốt vuông 360 mm. Bộ B2. Bộ B3 thì nó có khác một chút xíu. Thì nó cũng gồm một cây đốt vuông 160 và một cây nội địa hiệu con gà, cũng của hãng Yamaguchi đó, 280 mm, và một cây cũng của hiệu con gà luôn, 300 mm, và một cây Bakuma 360 mm. Nói chung thì nó cũng tương đối đồng đều đó. Thì mình bán đồng giá 3 bộ B1, B2, B3 đồng giá là 400.000, chưa phí vận chuyển một bộ. Thì anh em thích bộ nào thì chỉ cần báo số mình cái bộ đó thì gửi đúng hàng cho anh em. Giá rất là thợ cho anh em về làm nghề đó. Những anh em làm nghề mộc thì nhất thiết phải sử dụng những cây sà cầy này rồi. Còn những anh em sử dụng trong gia đình thì cũng có thể sử dụng nó rất là nhiều, vì cái đặc tính của cây sà cầy của Nhật anh em biết không? Nó thiết kế thì rất là dễ cậy nhổ đinh. À, có thế thì có cái đầu búa đập nữa, vừa cạy nhổ đinh vừa đập búa được luôn, tiện dụng lắm. So với cây Việt Nam mình thì nó làm khác hơn rất là nhiều. Cái thép của Nhật thì nó lại cứng và chắc chắn nữa, anh em có thể xeo nậy cũng không có lo bị cong. Nó cực kỳ thép Nhật nó luyện nó bài bản. Rồi anh em quan tâm cái bộ xà cầy nào thì liên hệ mình, bên mình có ship code toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.